Chào các bạn, bữa nay các bạn biết bữa nay là ngày gì không? Bữa nay là ngày 20 tháng 10 là ngày quốc tế phụ nữ, mình sẽ chuẩn bị một cái phần quà nhỏ nhỏ để tặng mẹ mình. Bè đặt cầm cái tờ lịch ngày 20 đang cho các bạn biết đó chứ các bạn kéo cái điện thoại xuống mình thấy cái ngày cũng biết rồi. À. Mình không có tiền mua quà nên bữa nay mình sẽ viết một tờ giấy nhờ ông bụt giúp đỡ giống như trong chuyện tắm cám vậy đó. Tôi vẽ cái bông mà sao coi lại nó xấu quá, nó không có giống cái bông gì hết trơn á. Cái tôi kêu dĩ nó dễ giùm coi nè, hai cái bông nó khác biệt hoàn toàn luôn á. đặt ngựa ngựa để cái chữ flower màu mè nữa, không biết ông bụt ông có biết tiếng Anh không ạ. À. Cái phần quà thì nó có cái bông thôi nó chưa có đủ thấy vậy tôi vừa suy nghĩ ra tôi sẽ vẽ một cái túi gu tặng mẹ tôi cho chất công nhận tôi vẽ cái túi gu xì đẹp ha mong là ông bột ông đủ tiền mua cái túi gu cho tôi ok mọi người bây giờ phần quà đã chuẩn bị đầy đủ em theo cái tờ lịch đặng ông bột ông biết bữa nay là ngày 20 tháng 10 rồi bây giờ mình sẽ làm một cái bước đó chính là gieo mầm ước mơ nha mình sẽ đem chôn cái tờ giấy mà ghi những món quà mình cần mong muốn á rồi sau đó ông bột ông sẽ biến những cái món quà ở trong giấy thành sự thật để cái đoạn này lót cái lá môn lên nhìn cho nó sạch một chút rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái tờ giấy chứa cái mong muốn của mình vô đây và lắp lại sau 30 ngày thì mình sẽ ra đây thăm mình gieo mầm ước mơ thì cũng như mình gieo một cái mầm cây thôi mình tất nhiên là mình phải tưới nó tôi thì tôi tưới kiệm tôi múc nước mưa hầm cá dồ á tôi tưới lên ok các bạn bây giờ là 30 ngày sau rồi nha vẫn là ngày 20 tháng 10 nha để mình ra xem thử con bột ông có biến cái ước mơ của mình thành những món quà thật không cái mầm ước mơ á tôi gieo á bây giờ nó đã biến thành một cái cây rồi nha cái cây ước mơ mà nhìn dưới giống như mấy cây lục bình vậy đó hồi nãy là cái phần trên bây giờ tôi sẽ đào phần dưới thử coi thiệt các bạn ơi ông Bục, ông đã đã biến những cái ước mơ của tôi trở thành sự thật cái tờ giấy ước mơ bây giờ ông đã biến thành một cái bọc toàn là những món quà mà tôi mong muốn á để dở xem thử coi trong đây có gì tao một cái bông nhờ hằng dĩ nó dễ cái bông đẹp ông mới cho được cái bông nó vậy ấy gặp cái bông của tôi vẽ là thôi rồi hên quá các bạn ơi bữa hổm ông bụt ông trúng số bây giờ ông sắm cho tôi cái túi gu xì đó tức quá ông bụt ơi ông bụt ông tặng tôi cái túi gu xì hai trăm ok đoạn này đang chuẩn bị đang tặng cho mẹ tôi một cái món quà 20 tháng 10 kiêu dĩ bịt mắt đang tạo cái sự bất ngờ đó các bạn mẹ 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 Happy New Year, chúc mẹ 20 tháng 10 vui vẻ 20 tháng 10 này các bạn nhân dịp gì không tặng cho mẹ hay chị của mình một món quà đi chứ Cảm ơn ông Bột rất là nhiều nha, tặng cho tôi cái túi Gucci 200 ngàn thêm cái bó bông nữa 20 tháng 10 năm nay vui thiệt Thôi cảm ơn các bạn đã xem video này, chúc các bạn 20 tháng 10 vui vẻ, tạm biệt mọi người